Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm 15 giờ ngày 2 tháng 11, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông, làm một người tử vong, một người bị thương. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, tài xế Nguyễn Văn Lợi, 46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang, điều khiển mô tô lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ anh Lợi cho xe chuyển hướng, quay đầu ngược lại. Cùng lúc, ô tô khách mang biển kiểm soát 69B00799 do tài xế Ngô Văn Hậu, 45 tuổi, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, điều khiển chạy cùng chiều phía sau, lao tới và chạm mạnh, kéo lê xe và anh Lợi một đoạn dài hơn 10 mét. Hậu quả, anh Lợi tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô khách cũng bị hư hỏng phần đầu. Qua hình ảnh được camera giám sát của nhà dân ghi lại, có thể thấy nạn nhân đã quá chủ quan, bất cẩn và khá liều lĩnh khi cho xe quay đầu mà thiếu chú ý quan sát. Cả hai phương tiện cũng chưa đảm bảo được khoảng cách an toàn với nhau, nên khi gặp sự cố bất ngờ, tài xế xe khách đã không thể né tránh kịp thời. Tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay, một ô tô tải mang biển kiểm soát 64C01732 do tài xế Lâm Sĩ Quý, sinh năm 1984, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ trung tâm thành phố Cần Thơ qua cầu Hưng Lợi. Khi xe chuẩn bị lên dốc cầu Hưng Lợi thì bất ngờ bất lái, lao thẳng vào giải phân cách, lật ngang trên đường. Hậu quả chiếc xe bị hư hỏng nặng, cabin bị bóp méo, một đoạn giải phân cách có chiều dài khoảng 2 mét bị húc đổ. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ. Tài xế trong vụ việc trên cho biết xe đang lưu thông đến khu vực trên thì bất ngờ bị sụp ổ gà do không kịp xử lý đã dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc. Đội Cảnh sát Giao thông quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhận định đường dẫn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh và đường 30 tháng 4 lên dốc cầu Hưng Lợi trong thời gian qua đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Hy vọng rằng trong thời gian tới, tuyến đường này sẽ sớm được cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua. Còn vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, một ô tô hiệu Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 30A60001 lưu thông trên quốc lộ 18 hướng từ thành phố Hạ Long đi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi tới đoạn đối diện Hyundai Quang Hanh, Quảng Ninh thì xảy ra va chạm với xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát 14A41723 lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe này gãy bánh sau bên trái, Mazda CX-5 nằm cách đó khoảng 100m lật phơi bụng trên đường. Hai phương tiện đều hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, rất có thể khi di chuyển tới khu vực này, cả hai phương tiện đã chưa làm chủ được tốc độ, lại thiếu chú ý quan sát, cộng thêm yếu tố thời tiết xấu, dẫn tới va chạm đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, ngoài thông tin về 3 vụ tai nạn giao thông kể trên, thì trong hôm nay chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị những cảnh báo về các tình huống giao thông nguy hiểm được camera hành trình của những người dùng mạng xã hội chia sẻ. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 11, một nữ sinh điều khiển xe đạp điện lưu thông trên cầu Bằng Giang thuộc thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Khi di chuyển tới một vòng xuyến thuộc địa phận trên, nữ sinh này cho xe rẽ trái thì va chạm với chiếc xe ben mang biển kiểm soát 11C02913 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Từ nội dung đoạn clip có thể thấy vài giây trước khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã có biểu hiện cho xe di chuyển chậm lại, dùng chân để phanh nhẹ. Tuy nhiên có lẽ do khả năng phán đoán tình huống còn kém hoặc do hệ thống phanh xe có vấn đề nên nạn nhân vẫn cho xe rẽ trái, dẫn tới hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở những người điều khiển phương tiện cần trang bị cho mình những kỹ năng lái xe an toàn và phải thật cẩn thận trong mọi tình huống để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trong một đoạn clip khác, một chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C24847 đang di chuyển thì gặp một người đàn ông điều khiển xe máy tạt đầu phương tiện bên cạnh, cho xe rẽ trái để băng qua đường. Tình huống bất ngờ khiến tài xế xe đầu kéo phải phanh cháy lốp để tránh làm xảy ra tai nạn. Vụ việc được camera hành trình của chiếc xe đi giữa ghi lại. Theo dõi đoạn clip, có thể thấy các phương tiện vừa dừng chờ tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, đang chuẩn bị cho xe lăn bánh. Tài xế xe máy có vẻ đã chủ quan, chỉ muốn nhanh vài giây mà liều lĩnh cho xe vượt trái khi không quan sát được các phương tiện ở làn trong, dẫn tới tình huống nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, các phương tiện lưu thông trên đường một chiều chỉ được chuyển làn hoặc rẽ khi trước đó đã cho xe đi sát vào làn đường trong cùng theo hướng muốn rẽ, đồng thời phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn. Do đó, căn cứ theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi rẽ trái sai làn đường của người đàn ông trong đoạn clip trên có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Qua đây quý vị và các bạn cần nắm rõ luật để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như để tránh bị xử phạt theo quy định. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.